Okay, now here's feedback for Tuyết Nhung. Ở đây em đang có cái câu này, many people believe, thì ở trên đây mệnh đề phải là một mệnh đề có thời gian hoặc là có lý do, tức là một cái subordinate clause. Em viết là as K-12 students learn. Many people believe thì thay vì to say, right? Rồi, nên học, có thể dùng từ này này, sports should be compulsory because players get to. Thay vì ta cứ lặp lại là students, ta hãy dùng players. Get to relieve stress. Ý số 1 như sau. Reduces the stress levels and bring about relaxation. Và khi em viết tới cái hormone này, em sẽ cầm dấu phẩy một phát một. Em giải thích nó là a hormone which boosts the body's activeness and creativity. Ok chưa? Rồi, if we learn too much gì đó. Và chuẩn bị cho những bài học sau đó, thì hãy dùng là later lessons. And you can be physically and mentally ready. Physically and mentally ready. Ý số 2, balancing sports and academic subjects. Viết rõ ra academic subjects. Và chủ từ em phải dùng cho đúng nha. Bài này viết chủ từ là students. Chủ thể là students thì cứ students hoặc là they. Đừng có thêm you, thêm we, thêm I vào. Rồi, taking up a sport, they have higher awareness of time. Ý thức về thời gian. Higher awareness of time. Và gợi ý cho em một câu này nhé. They learn how to maintain a healthy hobby besides meeting the deadlines at school. This will be beneficial in the future when they enter the world of work.